Hôm nay mình làm một clip rất là ngắn, mình nói thì anh em nào nhanh tay còn chậm tay hết nha. Thì hôm nay mình có chương trình khuyến mãi rất đặc biệt. Thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bộ thôi nha anh em. Mình chân 6 lọc nhớ là chân đựng đơn thôi, nhưng mà bộ nào cũng có. Thì 450.000 một bộ nồi ra ATE tặng bố, tặng lò xo, tặng cái ốc này, tặng lọc nhớ luôn nha anh em. 450.000 một bộ nha, nhanh lẹ luôn, bố ATE đó. Thì mình sẽ đăng lên Shopee 6 bộ này, anh em nào nhanh tay thì còn nhanh tay thì hết. Chúng ta có E50, E135, E210, Winner, E209 luôn đó. Winner thì không được tặng lọc nhớt, đây Winner không có lọc nhớt thì bạn Winner chịu nha. Còn E150, E135, E210, E209 là tặng lọc nhớt hết đó anh em ha. Rồi nhanh tay còn chậm tay hết nha, tốc độ luôn. Rồi có nhiêu đây rồi đó, mình sẽ úp Shopee, anh em nào bấm mua trước thì còn mua sau hết nha. Như mình đã nói là 450.000 một cái lọc nhớt, một cái nồi, lá bộ nồi trên, miếng nồi dưới, lò xo, bố nồi ha, lọc nhớt đầy đủ 450.000. Rồi nếu anh em hay nhớ bấm cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh nhanh gọn lẹ như đây thôi, nhanh lên lên Shopee anh em. Và anh em đừng quên theo dõi kênh của mình để được nhận những mặt hàng sale khuyến mãi cập nhật cho mùa Tết năm nay nha. Nhớ bấm đăng ký kênh nha. Rồi ok.